Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sau mùa là thời điểm lý tưởng để cho rất nhiều dịch bệnh bùng phát. Đặc biệt khoảng thời gian sau mùa xuân hè khi thời tiết ấm lên, nhưng thỉnh thoảng có những đợt lạnh đột ngột khiến cơ thể bạn không kịp thích nghi và dễ bị virus tấn công. Chính vì vậy, hãy lưu ý những căn bệnh thường gặp dưới đây. Thông tin được tổng hợp từ trang sức khỏe và đời sống. Cúm mùa là một bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính do virus cúm gây nên. Bệnh xảy ra hàng năm thường vào mùa đông xuân. Bệnh cảm cúm lây nhiễm trực tiếp từ người bệnh sang người lành thông qua các giọt bắn nhỏ khi nói chuyện, khi ho, hát hơi. Tại Việt Nam, các virus gây bệnh cúm mùa thường gặp là cúm A, H3N2, cúm A, H1N1 và cúm B. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Lâm, trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội. Bệnh cúm mùa tiến triển thường lành tính nhưng cũng có thể biến chứng nặng và nguy hiểm hơn ở những người có bệnh lý mãn tính về tim mạch và hô hấp, người bị suy giảm miễn dịch, người già trẻ em và phụ nữ có thai, bệnh có thể gây viêm phổi nặng, suy đa phủ tạng dẫn đến tử vong. Đây là bệnh thường xảy ra ở trẻ em, nhưng năm nay bệnh đã xuất hiện ở cả người lớn và số lượng lớn. Hiện nay Số lượng bệnh nhân sốt phát ban đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khám mỗi ngày rất đông, khoảng 20 đến 30 ca nặng phải nhập viện. Nguyên nhân gây hiện tượng sốt có kèm theo phát ban chủ yếu là do virus thủy đậu, rubella, sởi, dengue, virus gây bệnh chưa tay miệng, thấp tim hoặc những bệnh rối loạn chuyển hóa gây ban như viên thận, lưu bút ban đỏ, giang mai. Tuy nhiên, đợt dịch sốt phát ban đang bùng phát tại Hà Nội, thời gian này chủ yếu là sốt do virus rubella chỉ có một số ít là sốt phát ban do dị ứng thuốc hay liên cầu khuẩn. Về cơ bản, sốt phát ban do virus là lành tính, song vẫn có khá nhiều ca bị biến chứng, cách tốt nhất phòng bệnh là tiêm chủng. Trung tâm y tế dự phòng thành phố Cần Thơ cho biết đã phát hiện và điều trị kịp thời một trường hợp nhiễm phẩy khuẩn tả tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền thời điểm này đang là mùa lễ hội đầu năm nên lượng người tập trung tại một địa điểm cũng như bạ đâu ăn đó diễn ra rất thường xuyên nên dễ mắc bệnh đường tiêu hóa việc ăn chín uống sôi đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm lúc này cần được mọi người chú ý thường gặp nhất là hen phế quản, tiếp sau là viêm phổi. Những người có cơ địa dị ứng, sau khi tiếp xúc với các tác nhân như phấn hoa, nấm mốc côn trùng, bụi sẽ gây co rút khí quản, tạo ra các cơn hen gây khó thở, mặt mũi tím tái, nặng có thể gây suy hô hấp. Do ảnh hưởng của khí hậu, chức năng miễn dịch của cơ thể thấp, sức đề kháng chống lại vi khuẩn gây bệnh cũng thấp nên dễ mắc cảm lạnh và bị lạnh vi khuẩn virus sẽ nhân cơ hội này xâm nhập vào đường hô hấp, từ đó gây viêm phổi. Ngoài ra còn có thể gặp các bệnh đường hô hấp khác như tràn khí màng phổi, lao phổi, ép xe phổi. Viêm kết mạc mùa xuân là một bệnh do dị ứng ở mắt. Bệnh thường xuất hiện vào mùa xuân nên được gọi là viêm kết mạc mùa xuân. Tuy nhiên hiện nay do vấn đề ô nhiễm không khí rất phổ biến nên cũng có thể gặp quanh năm. Đặc điểm của viêm kết mạc mùa xuân là bệnh nhân bị đỏ cả hai mắt, ngứa, cảm giác như bị phỏng chảy nước mắt sợ ánh sáng lúc nào cũng muốn lấy tay dụi mắt nhưng càng dụi càng ngứa bệnh hay tái phát theo mùa khi lộn mi thấy ở mi mắt có những nốt nhú gai màu đỏ hoặc thấy những nốt có màu trắng như sữa ở gần trong đen thời tiết ấm trong mùa xuân là môi trường sống của virus gây bệnh thủy đậu đây là bệnh lành tính nhưng nếu gãi nhiều do ngứa làm cho mụn bị vỡ rất dễ để lại sẹo. Nguy hiểm hơn là virus có thể vào máu gây viêm màng não, viêm thần kinh. Phòng bệnh thời điểm này cốt yếu vẫn là giữ ấm cơ thể và phòng ở, ăn chín uống sôi, hợp vệ sinh nhằm nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Đối với những người có cơ địa dị ứng nên tránh các dị nguyên để tránh bệnh phát sinh. Đối với những trường hợp đặc biệt như phụ nữ mang thai, trẻ em, người cao tuổi nếu thấy những biểu hiện khác thường cần được đưa đến cơ sở y tế để được theo dõi và điều trị nhằm tránh các biến chứng đáng tiếc. Những lưu ý khi chăm sóc trẻ bị sốt sẽ là nội dung chính trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.